phát hiện một cửa hàng xăng dầu dùng giấy chứng nhận hết hạn tại Hà Nội. Ngày 2 tháng 2, Cục Quản lý Thị trường, QLTT, Hà Nội cho biết đã kiểm tra và phát hiện một cửa hàng xăng dầu dùng giấy chứng nhận hết hạn tại 17-19 phố Thụy Khuê, Tây Hồ. Cụ thể, ngày 2 tháng 2, đội quản lý thị trường số 9, Cục Quản lý Thị trường Hà Nội đã tiến hành kiểm tra cửa hàng kinh doanh xăng dầu Nam Triệu Ba, ở địa chỉ 17-19 phố Thụy Khuê, quận Tây Hồ. Cửa hàng xăng dầu Nam Triệu Ba là thương nhân phân phối xăng dầu cho công ty cổ phần xăng dầu Hưng Yên. Tại thời điểm kiểm tra, đại diện cửa hàng xuất trình một giấy chứng nhận đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu số 1523/GC/NDDK-SCT ngày 14 tháng 12 năm 2021 do Sở Công Thương Hà Nội cấp, nhưng hết hạn ngày 13 tháng 12 năm 2022. Theo đó, đội quản lý thị trường số 9 đã tiến hành lập biên bản ghi nhận sự việc để tiếp tục xác minh làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật. Phó Cục trưởng Cục Quản lý Thị trường Hà Nội Trần Việt Hùng cho biết đây không phải là vụ việc đầu tiên về vi phạm hoạt động kinh doanh xăng dầu mà lực lượng quản lý thị trường Hà Nội phát hiện trong tháng đầu năm 2023. Trước đó, qua kiểm tra một cơ sở kinh doanh xăng dầu trên phố Ba Thá, xã Viên An, huyện Ứng Hòa, đội quản lý thị trường số 23, Cục Quản lý Thị trường Hà Nội đã phát hiện cửa hàng này có hành vi niêm yết giá bán lẻ xăng dầu không đúng với giá quy định. Đội quản lý thị trường số 23 đã xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với hành vi vi phạm của cơ sở kinh doanh xăng dầu trên. Cũng theo ông Hùng, nhằm tăng cường kiểm soát thị trường xăng dầu, Cục Quản lý Thị trường Hà Nội đã chỉ đạo các đội quản lý thị trường tăng cường giám sát, kiểm tra hoạt động kinh doanh xăng dầu và xử lý vi phạm, đồng thời thực hiện việc áp dụng hình thức xử phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định của pháp luật. Ngay sau thời gian nghỉ Tết Nguyên đán 2023, Cục Quản lý Thị trường Hà Nội đã lập 3 tổ công tác chỉ đạo, giám sát công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh xăng, dầu. Tổ công tác được triển khai xuống địa bàn thực tế nắm bắt tình hình thị trường, làm việc với các đội quản lý thị trường và có những chỉ đạo trực tiếp công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn. Qua kiểm tra, kiểm soát, nhìn chung các cửa hàng vẫn mở cửa phục vụ người dân bán hàng theo đúng thời gian và giá bán đã niêm yết. Tuy nhiên, có một số cửa hàng tạm ngừng bán hàng vì chưa kịp nhập hàng về.